Chào các bạn, hôm nay tôi cho các bạn xem mô hình bức tranh toàn cảnh về phong thủy ở Việt Nam để các bạn đỡ thắc mắc về các cái trường phái này, trường phái kia. Chào các bạn, hôm trước thì tôi nói về tranh tổng thể các cái trường phái phong thủy ở Việt Nam, nhưng tôi biết nhiều người vẫn không hình dung được, tại vì một phần lớn là mọi người học nhiều thứ quá, đọc nhiều thứ quá và bị không định hình được đầu óc tư duy của mình. Nên hôm nay tôi cho các bạn xem một bàn cờ thế, các bạn hình dung không? Trong cái bàn cờ này là toàn bộ dân số, chúng ta hình dung toàn bộ dân số của chúng ta cho dễ hình dung, thì đây là những người bình thường trong dân gian, người ta đang quen với cái bát trạch, mà tất nhiên là cái bát trạch sửa sai, đúng không? Mà đúng hay sai chúng ta không cần biết. Giả sử đây là những người ta quen với bát trạch, không phải toàn bộ bàn cờ nhưng chiếm đa số, chiếm đa số người ta quen với một cái hình thức là xem bát trạch theo hướng, theo tuổi, kiểu như vậy. Thì trong dân gian còn nhiều cái trường phái khác, có những người ta dựa trên những cái tổng hợp xào xáo những cái dữ liệu trong dân gian, người ta không cần đi học nước ngoài, người ta tổng hợp ra một cái trường phái khác, người ta cũng nói về phong thủy các thứ. Thì những người này có nhiều, lác đác rải rác khắp nơi, đúng không? Có nên là có thập cẩm, tự nhiên là riêng chỉ nói về những người thuần túy tiếng Việt, người ta biết tiếng Việt không, nó đã là các thể loại khác nhau rồi. Thế bây giờ thực tế nó lại còn như thế nào nữa? Bây giờ tôi đi học ở nước ngoài, tôi phát hiện ra, đầu tiên là tôi phải kể về tôi đã. Năm 92 khi ông bắt đầu dạy tôi về phong thủy, thì tôi phát hiện ra là các vấn đề phong thủy dân gian đang sai rất nhiều. Không những thế, nó lại chứa đựng những kiến thức gì trong đấy, nó còn không những cái sai dân gian mà nó có những kiến thức sai lệch đấy, có những cái phần lẫn lộn kiến thức sai lệch mà phong kiến phương Bắc đưa sang từ ngàn đời qua, nó được đưa sang, nó được trộn lẫn vào trong và đang bị sai lầm như vậy. Và tôi quyết tâm tôi đi học các trường phái. Và khi về thì cái điều đầu tiên bây giờ tôi muốn truyền tải cho mọi người là cái gì? Mình không phải thể hiện là mình học thế nào, mà vấn đề là bây giờ mình muốn đưa cái phong thủy chính tông gốc gác nhất đưa cho mọi người, đúng không? Mình học nhiều trường phái, mình đưa ra một cái quan điểm gốc gác nhất. Đấy, các bạn hình dung không? Thì đây là cái góc độ của tôi khi tôi muốn đưa phong thủy vào, là ở góc độ thứ nhất là gốc gác nhất, gọi là chính tông. Thứ hai nữa là phải dùng khoa học, có nghĩa là có những cái gì để kiểm chứng. Đấy là sự khác biệt trong cái phương pháp đưa cái phong thủy của tôi vào. Và tất nhiên không chỉ một mình tôi, có rất nhiều người khác cũng như vậy. Tuy nhiên là người ta có những cách đưa khác nhau. Ví dụ họ cũng đi học, đúng không? Trường phái này, trường phái kia, nhưng về họ dạy theo các trường phái, các môn phái. Đấy, hoặc có người thì người ta cũng tổng hợp, hoặc là người ta cứ học được cái gì người ta đưa về. Các bạn hình dung không? Các bạn hiểu được bức tranh toàn cảnh chưa? Nên rất là nhiều. Đấy. Cái khác biệt của tôi nói lại rồi. Thứ nhất là gốc gác chính tông, tức là không có các cái trường phái phái sinh. Cái thứ hai nữa là gì? Mình dùng khoa học để mình chứng minh phong thủy, chứng minh tâm linh, kiểm chứng những gì các cụ nói là đúng hay sai. Các bạn hình dung không? Phải có dữ liệu phân tích. Đấy là cái điểm đặc trưng khi tôi đưa phong thủy về nước, và cái phong thủy của tôi là bản chất như vậy. Các bạn hình dung không? Thế bàn cờ toàn cảnh là như vậy, các bạn phải nhìn như thế. Thế nên là nhiều người ở góc độ khác, ví dụ người ta ở góc độ này, người ta mặc dù là cũng học, mình chưa nói ai học nhiều hơn hoặc là biết nhiều hơn ai, đúng hơn, mình đang nói cái phương pháp đưa giảng dạy, đúng không? Thì có thể người ta cũng tìm những cách tiếp cận khác, nhưng thông thường người ta sẽ theo phong cách tâm linh. Ít người đi theo khoa học, mọi người đi theo phong cách tâm linh vì dễ dọa hơn. Đấy, các bạn hình dung không? Và khi mọi người thấy một ông đang nói về khoa học ở đây, mọi người không ưng. Đấy, không ưng vì chứng minh nhiều cái trong dân gian sai. Đấy, nhiều cái sai trong dân gian là người ta sẽ không thích, và người ta tìm cách chống đối. Và tìm cách chống đối thì là vì người ta không chống đối được, người ta chỉ đi nói xấu thôi. Các bạn hình dung không? Thì đấy là ở góc độ của những người khác. Đấy, hoặc bạn bảo mông lung thì tại vì bạn đang ở cái góc độ của bên trong kia. Bạn đang đứng ở góc độ này, bạn cũng đi đọc rất nhiều sách, rất nhiều tài liệu. Thế là bạn thấy, ô sao nhiều thứ thế, mỗi thứ một khác. Thế là bạn hoang mang, bạn chả tin ai, đúng không?
cái gì bạn cũng muốn biết, cái gì cũng muốn tìm hiểu. Đấy, thế là cuối cùng bạn lẫn lộn, bạn không phân biệt được đúng sai. Thế là bạn hoang mang, hoang mang là do bạn thôi. Bây giờ bạn phải tìm kiếm ở đâu, nguồn ở đâu chuẩn thì tự bạn phải tìm kiếm. Có người thì chạy sang bên này học, đấy, có người chạy sang bên này học, có người thì đi tổng hợp từ dân gian. Tổng hợp từ dân gian là cũng nổi tiếng rồi đúng không? Đấy, tổng hợp từ dân gian, tại vì dân gian là vẫn đông mà, số lượng rất là đông. Số lượng những cái khách hàng dân gian này rất là đông, chiếm ở đây tôi hình dung cho các bạn bàn cờ thôi, những cái người ở trong dân gian này chiếm đến 90-95%, nên là cái mảng thị trường này rất là rộng lớn, nên thường mọi người sẽ nhảy vào đây. Đấy, đây là cái mảng thị trường lớn, mọi người học để mọi người kiếm sống, chứ mọi người không có cái định hướng lớn như tôi là mình mang khoa học để mình chứng minh. Các bạn hình dung không? Nên là nhiều bạn ví dụ học khoa học xong là mông lung, tại vì bây giờ bạn học khoa học xong, đấy, học khoa học xong bây giờ bạn đi chứng minh giống như tôi, nhưng mà nhiều người lại không muốn chứng minh, hoặc là không đủ can đảm chứng minh hoặc thuyết trình, đấy, thì là họ mới mông lung. Còn nếu các bạn ai vững tin rồi thì các bạn sẽ thấy là có công cụ, nó sẽ khác biệt, gọi là đúng từ khác bọt, đúng không? Bạn sẽ nổi trội hơn so với đám đông. Vì sao? Vì vấn đề là chỉ bạn có công cụ thôi. Tất nhiên là bây giờ nhiều người có công cụ, nhưng nếu bạn dùng chuẩn, đúng không, bạn vẫn là một cái gì đó rất là khác biệt. Còn bây giờ đứng ở những cái góc độ những người lắm trường phái, lắm kiến thức này, thì để nhìn nhận thì thực ra tôi là người học nhiều, tôi thừa biết cái tư duy của họ, đúng không? Ví dụ các bạn đứng ở đây, các bạn khoe mình có nhiều kiến thức, ồ, dân gian cũng rất là sợ, rất là ngưỡng mộ vì những người này, cái gì người ta biết lắm trường phái thế, hoành tráng thế. Nhưng vấn đề là họ lại không biết được cái gốc ở đâu, đấy, không tìm ra được cái gốc. Nên là nhiều, nếu ai phân, những ai mà học những cái nền tảng tôi dạy rồi thì sẽ nhìn ra những cái vấn đề là người ta không có gốc, nên là các cái trường phái người ta dạy là nó mâu thuẫn, đấy, lúc theo cái này, lúc theo cái kia, nó không định hình, ngay cái ngũ hành cơ bản cũng nhầm, đúng không? Hoặc là những cái trường phái dân gian này này, có người người ta chống chế rất là buồn cười, người ta lại cái kiến thức sai bắc thuộc tôi nói ra để mọi người biết, mọi người tránh, thì người ta, cái ông ở đây có một ông lập luận là kiến thức phong thủy là cha mẹ sai thì chẳng nhẽ lại nói cha mẹ, tức là người ta đầu óc người ta có vấn đề như thế, tức là những cái kiến thức dân gian sai lầm thì mình phải tránh để đi những cái kiến thức tốt hơn, thì họ mặc định cái kiến thức sai là cha mẹ của họ để họ bào chữa rằng không thể thay đổi được. Các bạn hình dung không? Giống như là khi vợ tôi sinh thì đi học ở bệnh viện Việt Pháp, có cái người ta mỗi tuần người ta mở một cái khóa dạy gọi là tiền sản ấy các bạn. Thì mình đến mình học, mình nghe những cái bác sĩ, những cái chuyên gia về y tế người ta nói, thì mình mới biết là có rất nhiều những cái kiến thức dân gian bị nhầm lẫn. Ví dụ là đẻ xong không được ăn tôm, đẻ xong không được tắm các thứ, thì nó nhầm lẫn hoàn toàn. Tức là vì cái kiến thức thời xưa người ta không hiểu, nên người ta cứ đồn đại thế này thế kia, kiêng ra gió, kiêng tắm rồi các thứ, đúng không? Nhưng mà ở bệnh viện thì người ta trong cái thực đơn người ta cho ăn tôm bình thường, người ta vẫn bắt đi tắm luôn, không sao cả, mà cũng chả sao thật. Các bạn hình dung không? Tức là những cái kiến thức nếu dân gian sai thì mình nghe phân tích mình phải hiểu được cơ. Vấn đề là cái đầu óc của mình có hiểu được hay không. Còn nếu mà không hiểu thì đấy là do vấn đề gọi là trí tuệ. Nói đơn giản thôi, tức là bạn học kiến thức thì nhiều người là người ta đọc sách, người ta đóng đinh trong đầu là người ta tài giỏi, người ta có rất nhiều kiến thức phong thủy rồi. Nên là khi người ta tìm đến tôi tìm hiểu thì họ vẫn giữ nguyên trong đầu là kiến thức họ như này, họ không bỏ đi, mặc định những cái gì họ đọc sách tài liệu trước đấy là đúng rồi. Thì bây giờ khi các bạn gặp tôi thì các bạn sẽ thấy hỗn loạn, hoặc là có những người người ta học một nửa, đúng không, người ta cũng có đọc một nửa, hoặc là người chưa biết gì. Thà bạn chưa biết gì, bạn đến bạn tiếp thu kiến thức của tôi thì các bạn sẽ có những cái kiến thức chuẩn chỉ chính tông, đấy, nó đen đặc như thế này. Còn các bạn có người học pha trộn, tức là học pha trộn thì nó cũng chỉ được một ít thôi, đúng không? Có thể bạn tiếp thu gọi là chắt lọc được cái này cho công việc của bạn. Còn với người ta mặc định trong kiến thức dân gian người ta đọc gọi là chuẩn rồi thì họ tiếp thu được không? Có thể là được một ít hoặc là không, còn có cố thêm là nó đầy ra ngoài, có nghĩa là họ sẽ không tiếp thu, đúng không? Đấy là chuyện bình thường trong xã hội mà,
Có người ta không muốn tiếp thu những cái kiến thức khác, người ta đã nghe cái gì là đúng thì mặc định là đúng, vợ người ta bảo đúng rồi, cả mặc định là đúng, đúng không? Người ta không tiếp thu nữa, tức là đọc một cuốn sách xong đúng là đúng. Đấy, có những người đọc một cuốn sách xong người ta hành nghề luôn. Đấy, không cần biết đúng hay sai, cứ đọc xong hành nghề. Đấy, thì thực sự trong cuộc sống có những người như vậy. Thì bây giờ bạn hoang mang hay không là do bạn, chứ có phải là do kiến thức phong thủy đâu, đúng không? Do bạn tiếp nhận cái nguồn, tiếp nhận kiến thức bạn tiếp nhận ở đâu, đấy là do bạn thôi, lựa chọn của bạn. Còn hôm nay là tôi mô tả quá chi tiết để các bạn hình dung, vì thực tế là trong một tổng thể, các bạn nhìn tổng thể một bức tranh, các bạn phải nhìn tổng thể cái bức tranh thì các bạn mới nhìn ra vấn đề ở đâu, ưu thế ưu điểm ở đâu. Ví dụ mình học phong thủy gốc ở đâu, và cái người truyền bá kiến thức đấy là người ta đang truyền bá những cái gì, đúng không? Ví dụ cái mà tôi đưa ra luôn luôn là gì, thứ nhất là gốc, cái thứ hai là dùng công cụ để chứng minh, đúng không? Mình phải tìm cách chứng minh những cái thứ người ta đang nói là đúng hay sai. Và cái thứ ba nữa tôi cũng nói rất nhiều là cái quan trọng mình làm được gì cho cộng đồng, tức là những cái gì kiến thức đấy nó phải giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng, đấy là cái điều cũng rất là quan trọng, các bạn hình dung không? Và hôm nay là tôi vừa chia sẻ để các bạn nhìn rõ bức tranh toàn cảnh, thứ hai là hiểu rõ hơn về phong thủy chính tông và những cái kiến thức phong thủy tôi đang truyền bá, thầy Linh đang truyền bá. Và nếu các bạn học phong thủy từ tôi hoặc là phong thủy trong khóa trường nghề, các bạn học được cái gì đấy chính là cái cốt lõi, các bạn hình dung không? Khi các bạn học được thì đó cũng chính là phong thủy gốc, phong thủy chính tông, và cái công cụ các bạn dùng cũng là công cụ khoa học để chứng minh cho mọi người về phong thủy, về tâm linh có hiệu quả hay không, và nó cũng là một phần giúp ích cho xã hội, cho cộng đồng, đấy mới là điều rất quan trọng các bạn nhé.